Đây mình lại có dịp đi về phía đông đây. Hôm nay mình đi sớm, chút kinh nghiệm lần trước. Mình đi xuất phát từ năm giờ 30 ha. Thì mình đi theo đại lộ Đông Tây. Mình mới làm lại một số chi tiết để cho nó việc điều khiển nó dễ dàng hơn. Tí xíu mình xong việc á, buổi trời nó cũng sáng chỗ á, mình review cho mấy anh em xem. Chung là từ lúc điều chỉnh là một chút xíu thì bữa nay mới là lấy xe ra chạy chạy xa luôn. Mình thì mình chỉ cho nhận xét được khi mà đi một hành trình dài, mình không có cho nhận xét được nếu mà đi hành trình nó quá ngắn. Chuyện dòng cà phê này mình không nói được, cho nên là mình đợi có cái dịp mình đi xa thì mình nói luôn, để được tại vì cái cảm nhận nó sẽ cho tương đối khác thôi. Tại vì đa số anh em mình chơi không phải lớn thì còn đi xa chứ đâu có đi gần gần. Cho nên nếu mà mình chỉ review cái cảm giác lái trong một cái hành trình quá ngắn thì nó không có sát với lại cái điều kiện thực tế mình sử dụng. Sáng sớm mà mấy anh đứng gác sớm ghê á, giờ này đứng gác rồi. Cảm giác lái này có vẻ tự tin hơn nè. Có vẻ phù hợp hơn với mình á. Được á. Mình không có thực sự là rất là muốn đi ra ngồi cà phê cuối tuần với anh em mình Ducati lắm luôn á, mà chưa bao giờ mà ra được hết trơn. Cuối tuần nào tưởng đâu là không có việc rồi, nhưng mà cuối cùng là nó vẫn phát sinh việc. Mà cái tập của mình là cứ có việc là giải quyết thôi, chứ còn
không có để đó được, nó bực bội trong người, nó không có thoải mái. Nó giống như là có cái món nợ phải trả vậy. Trả xong rồi mình thấy thoải mái làm gì làm. Hôm nay mình có một cái hẹn ngoài Vũng Tàu. Lúc 7 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi khoảng đến 8 giờ gì đó. Hy vọng là bữa nay không có đường, không quá đông. Mà đường có đông hay không đông gì thì mà bây giờ mình chạy nó cũng hiền rồi. Không có thích bon chen nữa. Thì sáng sớm cái cảm giác nó thoải mái ghê. Chị sáng sớm chở đồ ra, nhớ mẹ mình hồi xưa sáng sớm cũng quẩy gánh ra chợ bán đồ nuôi mình học. Học đến hết đại học là nhờ cái gánh của mẹ mình, với lại ba là phải đạp xe cọc cạch đi mấy chục cây số làm việc. Chạy vì môi trường, chạy bộ vì môi trường. Thứ bảy chủ nhật là có những cái sự kiện này cũng hay chứ, vui chơi lành mạnh. Cái tinh chỉnh này của mình ok á.
nó hợp với cách chạy của mình, với cách ngồi của mình. Chung là anh em mà chạy xe thì cố gắng mày mò một chút xíu về tinh chỉnh số cái cấu hình của xe một chút ha, cũng không có gì phức tạp đâu, trừ những món nó quá phức tạp cần chuyên môn và thiết bị công nghệ hỗ trợ thì mình đem ra ngoài gara của mấy anh chuyên nghiệp đó. Còn lại mấy cái món đơn giản mình nên tự làm ở nhà, tại vì mình làm á, cái mình chạy á, mình biết là mình chỉnh cái nào nó đi đúng hướng mình muốn và cái nào không đúng hướng mình muốn, còn giao cho thợ làm á thì thợ người ta làm đúng với mặt kỹ thuật đó, nhưng mà nó sẽ không có phù hợp với cách dùng xe của mình. Ví dụ như mình chỉnh một cái món gì đó, cái mình đi cái mình biết là ok, chỉnh cái như vậy là nó phù hợp hay không phù hợp thì mình biết liền, là giờ mình trả ra lại hoặc là mình nhích thêm chút nữa, đúng không? Nói nôm na giống như là mình chỉnh cái côn tay á, chỉ có mình chỉnh nó mới đúng, nó mới đem lại cái cảm giác côn tốt cho mình thôi, chứ còn không ai thầy thợ nào chỉnh đúng ý mình hết. Còn cái chuyện mình chỉnh đúng kỹ thuật hay không á là mình phải tìm hiểu để chỉnh cho nó đúng kỹ thuật. Bữa nay đi thích quá. Dậy sớm để thành công ha. Đúng rồi, dậy sớm nó không biết thành công hay không, nhưng mà nó cảm giác nó một ngày mới nó khác với mọi ngày nhiều. Thử dậy sớm đi, thử dậy từ 4 giờ rưỡi gì đó. Hôm nay mình 4 giờ rưỡi mình dậy. Xe cộ thì đã chuẩn bị từ đêm hôm trước rồi, kiểm tra ốc ác rồi hết trơn rồi. Sáng sớm dậy là cứ mặc áo vô đi thôi. Chạy lại đường này nó vắng hơn lần trước mình đi. Giờ mình dừng đèn đỏ chắc có người bảo mình khùng. Mình cũng không biết là đúng không đúng, nhưng mà đèn đỏ thì phải dừng nữa. Tại vì
mình không nghĩ thay cho người khác được. Rồi cái đường khác người ta đâm ngang á, người ta cũng nghĩ ở bên mình đang đèn đỏ chắc chắn là mình phải dừng, cho nên người ta chạy hết tốc ga, đúng không? Nên là mình đừng có chủ quan là không có ai. Chỉ có là tai nạn nó dễ xảy ra nhất là lúc mà hai bên cứ tưởng bên kia nhường mình á, nên xảy ra tai nạn thôi. Hướng về phà các lái. Lần mình đi An Giang mình đi đường mình đi đường quốc lộ mà đường về mình đi đường bên trong, đi từ cái cầu gì bên Đồng Tháp mới khánh thành rồi ta. Cầu Cao Lãnh á, cầu bên Cao Lãnh Đồng Tháp bắc qua. Đâm thẳng một mạch về Sài Gòn. Rồi mình tới phà rồi ha. Anh em đi Tây Bắc quá trời, không biết khi nào mình mới có cơ hội đi giống mấy bạn đó nè. Các bạn đi mà thì mấy 20 ngày không. Hỏi CBC đi anh Mai Nguyên về dựng clip xem thích ghê. Để mình kể
chuyến mình đi về An Giang trong buổi tối. Đường về miền Tây thì xe khách liên tỉnh chạy liên tục mà. Sửa đường là hỏng đường nhiều quá. Chắc là đặc thù miền Tây là hay có cái mùa nước á. Mùa nước nên đường nó bị ngập. Mà đường mà ngập và xe lớn chạy là hư liền. Là nó cứ hư liên tục à. Cũng là đi được đi tour mà miền Tây là chắc mấy anh mà đi sport là cực lắm. Mình đi cái con này thấy nó cũng tương đối là đa địa hình đó, cho nên là nó không xuất sắc như những con chuyên dụng, nhưng mà nó lướt được. Chứ ở đó mà mình đi R1 mà đi về miền Tây chắc gãy lưng luôn á. Đường đẹp chưa? Chỗ này đi sáng sớm còn có sương mù nữa. Đất còn quá trời luôn. Có chốt ở đây lắm nè, chốt phải đứng này. Phía Long Hải những cái cây sa kê với cây vàng ở đây gốc nào cũng thấy nó to. Chỗ thì kiếm không ra, chỗ thì mọc hoang. Mấy cái đường lạ để coi nó phát triển như thế nào. Xưa mấy cái chỗ này là người ta hay đi cào hến, cào gì đó.
sống làng chài cũng thú vị ha. Về trung tâm hành chính hay sao? Mình đã không phải đây là nó có hai cái đường, đường này là đi vô dọc bờ biển, còn đường này là đường đi nhánh ngoài. Đi lại đường dọc bờ biển đi, lâu quá không có đi. Mình đi đường ngoài, ở chỗ này nó đẹp lắm. Công ty Ba Son nằm đây. Nó có một cái lâu đài xưa cũng di tích nè, mà bỏ đến giờ luôn, không làm gì hết. Resort Long Hải. Nhà thùng xong. Đó, đây, bãi xe. Đây là Vinco. Chỗ này ngày xưa cũng là một điểm check-in dữ lắm đó. Các bạn trẻ trẻ ra đây là phải lên đây. Ở đây nó có cái đường nhỏ đâm ra cái đường nãy. Bờ biển cái đường này đẹp lắm nè. Lâu lắm rồi mới đi đường này.
Minh Đạm cơ. Đẹp chưa? Hà Tây Gòn đây á. Trong này không nhớ ngày xưa nó là cái khu cắm trại căn cứ núi Minh Đạm. Hôm nay giờ phát triển cảng rồi hay là đang xây dựng cái gì á? Chiến khu D. Trong này là phát triển resort à. Resort trong này quá trời. Homestay. Đây đây coi. Mango Homestay. Đẹp quá. Chỗ này có thuyền.